Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em Một Ngày Mới. Xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay con lại tiếp tục là đi xuống nhà của hai ông cháu để mà cập nhật cái tiến độ mà làm nhà hai ông cháu là tới đâu rồi. Và hôm nay cháu được xuống thì cũng có là xem là cái ngôi nhà của hai ông cháu cái mấy ngày hôm qua là chịu một cái cơn bão mà phải nói rất là lớn cô bác ạ, từ trước đến giờ. Và ở một số nơi thì phải nói là bị ảnh hưởng bởi những cơn bão rất là lớn. Ở trên Xín Mần của cháu Lực thì không có bị ngập như ở dưới xuôi, nhưng mà ở trên này thì bị sạt lở rất là nhiều cô bác. Vậy ra đến đây thì thấy là bé Mạnh với lại ông là hình như là đang cắt cỏ sao cô bác. Mạnh thì đang ở kia không biết là làm gì đây. Có lẽ là hôm nay là bé Mạnh là không có đi học cho nên là mới ở nhà cô bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào xem là ngôi nhà của hai ông cháu xem là có bị làm sao không cô bác nhá. Ở những cái video trước thì cháu Lực cùng đá cùng ông là đi xung quanh nhà để mà khảo sát xem là có chỗ nào nó bị nứt hay là có bị vết tích gì không để mà còn biết cách để mà xử lý cô bác. Đấy, rất là vui mừng là không có bị một chút bị dạn nứt hay là bị một chút ảnh hưởng nào cả cô bác ạ. Chỉ mỗi tội là ở bên hông nhà thì là nó một ngày là nó bị là bị nứt nứt một ngày là nó bị như kiểu là nước nó bị chảy ra cô bác, thành ra là nó bị ăn mòn theo cái nước của nó. Cái ruộng của nhà ông thì có những cái bông lúa thì đá trồi bông lên rồi cô bác này. Cái mùa này thì các bác khi mà nếu mà các bác có lên trên Hà Giang mà du lịch ấy, gặp những cái thửa ruộng này các bác mà đi qua thì phải nói là rất là thơm của những cái bông lúa đang chuẩn bị là nhoi nhoi lên. Hôm nay Mạnh không đi học à? Hả? Không á, nào quay đây cho nào. Quay đây, Mạnh không chào chú à? Rồi, thế bây giờ phải làm phải như nào đây? Rồi, kính chúc. Rồi, nhưng mà hôm nay là Mạnh sao lại không đi học ấy, được nghỉ à? Trời mưa. À, thế là trường mưa là được nghỉ đúng không? À, mấy hôm nay thì chắc là do ảnh hưởng bởi cái cơn bão ấy cô bác, thành ra là trẻ con các em nhỏ trường tiểu học ấy là không có đi học cô bác ạ. Thế là ông ở đâu ấy? Ông ở kia. Ông dưới kia à? Thế là Mạnh cùng ông ra đây làm gì ấy? Chơi. Làm gì? Chơi. À, chơi à? Thế ông ra đây làm gì? Cỏ. Ông lấy cỏ à? Thế Mạnh có đi xuống dưới kia không? Không. Thế Mạnh ở đây nhá, chú đi xuống với ông một chút nhá. Mạnh thì mấy hôm nay có vẻ như là được các bác yêu quý, các bác gửi tiền để cho cháu Lực mua những cái thực phẩm hay là gửi tiền để cháu Lực đưa ông để cho ông bồi bổ cho Mạnh. Thì Mạnh là ngày một là lớn hơn và béo hơn rất là nhiều cô bác ạ. À, thế là ở đây là chắc là thấy dép của ông ở đây cho nên là ở đây là trong dép của ông sao đúng không? Rồi thế nào đưa mic cho chú nào. Rồi chú xin. Lần sau gặp chú là phải chào chú nhá, nhớ chưa? Rồi thế quay mặt ở đây thế nào? Quay mặt ở đây. Nhớ chưa? Rồi. Trẻ con ở trên miền núi thì rất là thích là leo trèo các bác. Cẩn thận nhá, rơi xuống ruộng nhá. Nhá, rơi xuống ruộng nhá. À, hôm nay là Giang cũng ra à? Vâng. Rồi Giang chào con các bà nào. Bà. Ồ, hôm nay Giang là cùng bố mẹ Giang để làm gì đấy? Chơi. Chơi thôi à? Hay là chắc là để chơi cùng Mạnh thôi cô bác ạ. Đấy, ông thì thấy là đang cắt cỏ dưới kia kìa. Chắc là một phần là vừa dọn cỏ ở ruộng đấy cô bác. Ở dưới này thì cái khe suối này cô bác này thường thường là nếu mà không có nước ấy, không có mùa mưa ấy cô bác thì là nó có rất là nhỏ thôi, nhưng mà khi mà có mưa vào ấy phải nói là rất là lớn cô bác ạ. Ô, trâu của nhà ông thì có vẻ như là ông không lấy thái đâu cô bác ạ. Ông đang cắt cỏ à ông? Rồi, đây cháu đeo cho ông một cái mic nè.
Rau của ông không lấy thái đấy ông nhỉ? Không thái đâu. À. À. Đây là ông vừa dọn cỏ ở trong ruộng à? Ừ. Nhưng mà thấy là lúa nhà ông thì có vẻ là có bông là nó lên rồi không? Lên thế này à? Nó bị tạp hay là như nào đấy ông? Cho thế này. À. Bông không chốt đâu. À. Nhiều lắm. À đấy. Ông gửi một lời chào tới các bác nào không? Chào các bác, các chị nhá. Thế mấy anh em thợ là vẫn đang làm chứ không? Vâng, vâng. À. Đây mấy anh em thợ thì vẫn đang trong cái quá trình mà đi vào hoàn thiện là ở trong nhà của bác ạ. Ông ra đây lâu chưa? Đúng rồi. À, thế là cắt được cái chỗ cỏ này cho trâu đấy à? Ừ, trâu ăn một tí. À. Trâu của nhà ông thì là cũng nuôi giói được của bác ạ. À, bây giờ là một con trâu này, một nửa là của nhà họ còn một nửa là của ông. Vậy ông thì đi nhận nuôi con trâu này về để mà lấy cái sức của nó cày này, cũng như là lấy cái chất thải của phân này để bón vào những cái đồng ruộng này. Ông là dưới này có thả cá chép ruộng đấy ông nhờ? Ờ, nó đi đâu hết rồi. Thấy còn đèn đâu chứ nó nằm. À. Ô, nó to. Nó ở trước quá thì cô lấy được đấy. Ồ, cái khe suối kia có vẻ như là lớn quá ông nhờ? Lớn đấy. Có năm nào mà nước lớn như này không ông? Ồ, mấy năm chơi nó ít thôi mà. À. Hôm nay nhiều hơn rồi. Cắt cơi đi hết nữa. Năm nay thì có vẻ như là nước lớn đấy ông nhờ? Vâng. Dưới này ấy, trẻ con nhìn thấy là sợ luôn đấy. Nắng 2-3 ngày lại mưa, 2-3 ngày lại mưa. Dạ? Nắng 2-3 ngày lại mưa. À. Nhiều nước thế. À. Người lớn người già không dám đi hết. Đúng rồi. Bò đấy. Trời ơi, trời ngờ, bắn tính rừng à. Mày này đi đâu ấy? Hả? Đi bắt ốc á? Hả? À, ốc ở đâu? Em được khám khắp quần. Nó chảy ráo ba lá rau cái bún nhầm nhầm. Mà hiện nay dân không còn giấu mà. Nó ăn gì vậy? Hiện nay dân chảy ngàn ốc vậy. Biết bắt ốc đấy cô bác ạ. Ông ơi, cháu mượn mic một tí cho xem Mạnh ở đây bắt ốc một tí. Đâu? Ui, to đấy nhờ. À đây này, đây có một quả này Mạnh, đây này, trước mặt Mạnh ấy. Ở cái cây nhỏ nhỏ kia, cây nhỏ nhỏ kia. Đây à, bắt đây là xem là tí được nhiều không. Đây, trước mặt đây, trước mặt đây. Vẫn chưa thấy à? Cây nhỏ nhỏ kia. Ra bên này một tí, đấy, thấy chưa. Mạnh thì là ở nhà là chỗ này là có ốc ấy các bác, thành ra là hay bắt này. Có thể là bắt nhiều là trước hai ông cháu cũng đem đi bán hay sao ấy. Trước thì là có cái gì thì đem mà đi bán cái đấy của bác ạ. Ôi ra đây thì không nhìn thấy rồi. Đây có một quả này Mạnh ơi. Cái kia thấy không, kia. Đấy, chân. Đấy đúng rồi, tay tôi này. Chỗ này này. Thấy không? Đâu? Thấy được bao nhiêu quả rồi xem nào? Ôi, mới được có 3 quả thôi. Có vẻ như là chỗ này là có khá là nhiều ốc của bác ạ. Nào, bắt xem nào, tí xem ai bắt được nhiều hơn. Mới được một con thôi. Dạ, mới được một con thôi á. Mạnh được bao nhiêu con rồi? Mạnh được bao nhiêu con rồi? Đến xem nào được bao nhiêu con. Bảo đếm nhưng mà lại quay ngót đi kiếm rồi. Tí nữa.
Tí nữa cho mạnh đếm sau. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Có được không hả Mai? Cẩn thận nhá. Mạnh thì phải nói là rất là mạnh dạn các bác ạ, không có sợ sệt gì đâu nhé. Hết rồi. Mạnh hết chưa Mạnh? Ra đây cho xem nào, được bao nhiêu con nào, ra đây chú xem nào, được bao nhiêu con. Được bao nhiêu con đấy, đếm thế nào. Được bao nhiêu con? Này. Này chú Giang có thêm một con nữa này. Này. Mất rồi. Mất đi đâu rồi, nào ra đây nào, về đi. Đi về đi. Về đi. Nào mày ở đây xem nào được bao nhiêu con nào. Thử đếm thế nào. Đếm thế nào được bao nhiêu con. Đếm nào. Bỏ tay chú thế nào, đếm thế nào. Đếm bỏ tay chú, đếm thế nào. Đếm bỏ tay đây, tay của chú. Bao nhiêu con. Ây à, được à. À 4 con các bác. Có một con thì khá là to. Cái ốc này thì nếu mà bán được, lấy được nhiều là bán cũng được giá lắm ấy. Này chú giả này. Rồi, xin đấy, biết xin rồi đấy. Đi ra trong làng kia ông nhờ hàng xóm cắt cho quả đầu luôn hả? Chắc là mai cháu Lực phải cầm cái tăng độ tăng đưa sửa lại. Ôi con rắn này, đây này, con rắn này. Thế này. Đây có một con rắn nhỏ này các bác này, không biết là các bác có nhìn thấy không? Thấy ra này thấy không? Đâu? Nhỏ này. Này các bác này. Con rắn này. Đi ra nhá, tí nó cắn nhau ấy. Đấy là kìa, nó đi rồi kìa. Nó đi rồi. Kìa. Nó đi rồi. Nó đi rồi. Mạnh là có vẻ như rất là thích xem các bác. Rắn nhỏ, rắn nước cho nên là nó không có độc cả các bác ạ. Đi đi, lên trên đây. Giang này, cái đấy ngứa nhá, Giang, cái đấy ngứa nhá. Cái đấy nguy hiểm đấy, mạnh ra để đừng có vào cái đấy. Cái sơn này là cực kỳ là ngứa các bác ạ. Hả? Đâu? À, đây có một cái quả ổi khá là to các bác ạ, nhưng mà mối tội là xa quá không lấy được. Xa quá không lấy được. Mạnh với Giang thì chạy đi về trước rồi, chạy rất là nhanh. Đây một tí nữa sẽ đi vào và xem là công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay là sẽ đã làm tới công việc gì rồi các bác. Ở những cái video trước thì các bác cũng đã nhìn thấy được rằng là ông là làm một cái chuồng lợn nho nhỏ các bác này. Chuồng lợn thì tận dụng lại những cái tấm ván gỗ của hôm nọ là cưa cái phần tấm ván để mà làm cốt pha đấy. Và thế này thì thấy là ông cũng lấy bát lợn là để vào trong rồi. Đấy, có hai con lợn các bác ạ. Hai con lợn này thì là ông nuôi rất là lâu rồi các bác. Con to này thì ông nuôi được độ tầm là chắc phải là 1 năm rưỡi rồi. Bởi vì là lúc mà cháu Lực lên ấy, thì đã có hai con lợn. À có một con. Đấy cô bác ạ, còn một con thì ông lại mới mua sau.
Ở những cái video trước thì các bác nhìn thấy là mấy anh em đội thợ đã hoàn thiện là ngôi nhà, là đi vào phần là cán nền rồi và đã đi vào phần là ốp rồi. Có lẽ là ở cái video này mấy anh em thợ sẽ hoàn thiện là cái phần là ốp ở trong buồng ngủ rồi. Vậy ông thì vẫn đang làm cái công việc của ông là đang cắt cỏ thiết xuống dưới này các bác này. Ông sò thì phải nói là rất là chịu khó của bác ông sò ấy. Ngoài những cái công việc mà ông phụ giúp cho mấy anh em đội thợ là ông làm thêm cả những công việc hàng ngày của ông làm nữa. Mấy thường thường là mọi năm là ruộng nhà ông của bác ạ là không có đủ hai ông cháu để bán đâu, là năm nào cũng thiếu độ tầm là 3 đến 4 tháng là cuối năm. Đấy, còn là những tháng cuối năm ấy là ông lúc nào ông cũng đi làm là nhiều hơn cô bác ạ. Này các là cắt sắp đủ chưa ông? Mùa này thì có cỏ nhiều không nhỉ mùa này ấy? Cái cỏ này là ông trồng hay là nó tự lên ông? Cỏ voi này à? Cỏ voi này là ông trồng à? Này Mạnh thì hiện tại là năm nay mới được 6 tuổi đâu các bác, cho nên là vẫn còn tuổi khá là nhỏ. Những công việc mà cắt cỏ này này các bác này là cũng chưa giúp được ông là mấy. Có thể là độ tầm là 2 năm nữa, 1 năm đến 2 năm nữa là Mạnh sẽ giúp được ông là công việc là nhiều hơn để cho ông đỡ phải vất vả. Đấy, nhưng mà cái công việc chính của Mạnh là sẽ phải học. Nếu mà sau này Mạnh muốn thay đổi cái cuộc sống của hai ông cháu thì Mạnh sẽ phải học để làm sao mà sau này Mạnh là chạm tới những cái ngôi trường là lớn hơn. Đấy, để cho sau này Mạnh là có thể thay đổi được là cái cuộc sống của hai ông cháu. Bây giờ thì để mà ông thay đổi cô bác thì chắc chắn là sẽ không có thể mà thay đổi được. Bây giờ chỉ tất cả là chỉ có ở trên đôi vai của Mạnh là nhiều hơn thôi. Trong những cái khoảng 5 tháng thời gian vừa rồi thì ông cũng đã rất là cố gắng này để nuôi bé Mạnh lớn đến thời điểm hiện tại. Như thời điểm này thì còn đỡ hơn một chút, như những cái năm trước là Mạnh còn nhỏ đấy, hai ông cháu là dựa dẫm nhau và ăn những cái bữa cơm mà rất là đạm bạc qua ngày. Có những lúc thì không có cơm là còn phải đi xin cơm. Đấy, may mắn là ông là còn có người hàng xóm là ở trên này các bác này, ở trên nhà của em Quyết đấy các bác, là bố mẹ của Quyết. Thành ra là có những lúc mà khó khăn ấy, Mạnh, ông với lại Mạnh thường lên trên kia. Tại hiện tại thì là ở đây là có cho hai ông cháu là một cái ngôi nhà, mà cũng một số các bác cũng nói rằng là một cái ngôi nhà mà một cái lâu đài ở dưới khu bản này rồi. Thì ở đây thì cũng đúng thật mà cô bác,
Như các bác nhìn thấy đây, phía trên kia thì có ngôi nhà nào mà khang trang như nhà ông đâu các bác ạ. Những cái thửa ruộng này là ông đi xuống dưới là đều nuôi cá chép ruộng hết đấy. Này đến tháng mấy thì được tháo cá chép ruộng này ông? Đến tháng 9 à? Tháng 9 âm đúng không? À, đến tận là tháng 9 âm thì mới được tháo các bác ạ. Vừa rồi chỗ lực nhìn thấy là có mấy con ở phía bên này này. Ôi kìa kìa của bác. Ui, có những con phải nói là khá là to đấy cô bác. Ở đây thì có vẻ là các bác là chắc là không có nhìn thấy đâu. Tại vì là thứ nhất là nó có nhiều nhiều cây lúa quá. Rồi thời gian nữa thì có thể là ông tháo được chút ra cả chép ruộng này đem đi bán rồi. Ủa dưới kia thì phải nói là cái nước núi dưới kia là nước suối dưới kia là chảy rất là mạnh như kiểu một con suối luôn đấy. Dạ. Nước kia là to lắm không nhỉ? Chắc là đến buổi đêm mấy hôm trước là mưa nhiều quá nghe tiếng suối này như kiểu sợ đấy không nhỉ? Cái này nó cá chép này ông thả được bao nhiêu tháng rồi ông? Cá chép ruộng này. Từ tháng 5 rồi. Từ tháng 5 rồi à? Tháng 7, 13 tháng. Từ tháng 8 rồi. À. Không biết là liệu là đêm nay là còn mưa nó không các bác ạ. Đêm nay ấy thời gian vừa rồi, thời gian mấy hôm nay mưa quá thành ra là cũng không có lấy xe được để lên trên này nữa, để khá là xa, tiếp cận trên nhà của anh Phòng. Hiện tại thì ông vẫn chưa có đủ tiền là mua trâu mới, cho nên là trâu này ông vẫn phải nuôi đến khi nào mà ông đủ tiền các bác, đủ tiền để mua con trâu mới thì ông mới
đem cùng với lại người ta là chia nhau. Đấy, thí dụ như con này bán được tầm độ 20 triệu thì mỗi người được 10 triệu. Thời tiết thì có vẻ như là bắt đầu là ấm ấm hơn một chút rồi các bác, thời tiết đấy. Cái nắng nắng lên. Trâu này thì to quá, là đi qua cũng phải sợ các bác ạ, trâu này ấy. Ôi, nó bị con gì đốt nhiều quá không ạ? Thì à, con to to kìa anh, ông ạ, khuôn máu kìa ở chân kìa ông. Ui. Ui. Nhiều lắm. Ôi, con hút máu cái nhiều quá không nhỉ? Và đối với lại dân ở trên vùng cao ấy, thì nếu mà để một tài sản quý giá nhất ở trong gia đình của bác ạ, là tài sản là con trâu. Nếu như mà năm nào mà không may mà trâu mà bị trâu hay bò là bị dịch ấy, mất đi ấy, là mất trắng luôn các bác. Thời xưa thì trâu này nó còn có giá các bác. Thời đến bây giờ thì trâu này nó không có giá mấy rồi. Con này thì nếu mà để vào tầm độ là 3 năm về trước các bác bán con này thì ít nhất phải được tầm độ là 60 triệu. Nhưng mà đến bây giờ thì là chỉ có được độ tầm là 20 triệu thôi. Ông ơi, đây còn một con này không? Đây này này, tít tít bên này không? Đấy. Ông thấy chưa? Tít bên này không? Tít bên này này, ở dưới dưới này không? Ở dưới này. Ở dưới dưới này ông ở đây, không ở dưới bụng ơi, trên một tí. Ông chưa thấy à? Trên này này không? À ôi. Thế là dưới có một con, ở trên này có một con này không? Đấy. Con này mà hút máu trâu thì hết chưa ông? Chắc hết rồi nhỉ? Thôi ông ơi, rửa tay đi ông nhá. Con đấy ấy lắm. Hút xong là con mới tiếng ăn máu. Sau này thì nếu mà làm thêm một cái chuồng trại cho ông ấy thì là tha hồ rồi các bác. Làm một cái chuồng nuôi lợn này, bắt trồng vài con lợn nữa, bắt trồng vài con dê nó nuôi. Chỗ này thì ông tha hồ mà chăn dê, chăn lợn. Tôi sẽ rất là mong là sau khi mà hoàn thiện nhà đấy, sẽ được là các cô các bác là yêu quý. Ôi rồi. tự dưng cái dép cháu lại như thế này không nhỉ? Dép này chắc là hết keo mất rồi các bác ạ. Dép này thì được bác Thảo Đố là mua cháu được từ rất là lâu rồi. Đâu đó là tầm độ sắp được một năm rồi các bác ạ. Đấy, Giang với Mạnh là không biết là tháo cái gì ra đây. Cái gì đây Mạnh? À ô à? Cái gọi này nữa nè. Con hiểu chưa? Nó có chỗ cái này à. Tại hôm nay thì các chú thợ đang làm thì con của các chú là không có đi làm, không có đi học quá. Thành ra là cũng ra bên này chơi. Mấy công việc này thì là cũng không phụ giúp được bố mẹ cả. Chỉ là trừ phi những lúc mà bố mẹ sai lấy đồ gì này kia thôi. Những cái đồ nhẹ nhàng á. Con lo kì. Ở chỗ này đâu? Tí à, Thịnh là cùng ông vác đi nhá. Ôi, chỗ này là nó tự bị ngã đi rồi. Tự bị ngã đi rồi không? Ừ.
phải mưa lú nhiều quá của bác ạ, thành ra là những cái chỗ nào mà đất mà không chắc ấy là rất là dễ là bị đổ cây cối này mọi cái. Mạnh mẽ giang thì chạy lên trên này lấy cái quả sung của bác ạ. Trên đây có một cây quả sung này. Tí đổ lố ông nhá. Nhấc khẩu được. Cây chuối này có lẽ là không có phải của nhà ông đâu. Chặt được chưa ông? Đây để dao cháu cầm cho. Có cả buồng à ông? Cây này. Có buồng này. Được, ông lấy dao đây, cháu cầm cho. Chặt được chưa ông? Ồ, nhưng mà quả nó còn bé tí không nhỉ? Nào ông lấy cái quả ra đây. Ra thịt nhá. Được chưa ông? Được. Cái này phải chặt thành hai đoạn không ạ? Đây là phải lấy lên trên tí lại rơi xuống ruộng đấy. Cái này là ông xin hay là của nhà ông đấy ông? Nhà ông chú. À. Nào Thịnh, hộ ông kéo đi Thịnh ơi. Hộ ông kéo lên một tí đi. Đi hộ ông kéo lên một tí. Đấy. Thịnh là con trai thứ hai của chú Toán của bác ạ. À, chú Toán thì có tận đấy tận là ba đứa cơ. Cái kia không chặt nữa hả ông? Để hôm nào mới chặt á. Chặt đi. Đây là một một đoạn bé thôi nhỉ. Thưa các bác, bây giờ thì cháu được xé cùng ông là lấy cái chuối này đi về nhà đã. Và một tí nữa cháu được xé đi xuống dưới để mà ghi hình xem là mấy hôm nay công việc của hôm nay anh em đội thợ đã hoàn thiện tới ốp là cái phòng nào rồi các bác nhá. Và đã ốp đến phòng khách chưa? Thì cái video này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Và chắc là cháu được cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ơi, sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị.
Thì ông Hoa gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nào không? Chào các bác, các chị nhá. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bạn em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.